Chào mừng các bạn đã trở lại bản tin nhanh của kênh ha. Tính tới thời điểm hiện tại là có 8 ca nhiễm Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, và hiện tại thì đã lấy mẫu xét nghiệm của 627 người để đi xét nghiệm, và trong đó thì có 235 người đã có kết quả âm tính. Sáng nay ngày 3 tháng 8 thì Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Hồ Chí Minh HCDC đã cho biết là số người tiếp xúc với 8 ca nhiễm Covid-19 mới ở thành phố Hồ Chí Minh đã lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 235 ca âm tính, số còn lại thì vẫn đang đợi kết quả xét nghiệm. Theo HCDC thì có khoảng là 36.754 người từ Đà Nẵng về thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 đến ngày 28 tháng 7 đã khai báo y tế. 23.949 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 5.565.000 mẫu có kết quả âm tính, 6 dương tính, các mẫu còn lại thì đang đợi kết quả xét nghiệm. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 1.478 người, cách ly tại nhà là 8.994 người. Trong đợt tái bùng phát dịch Covid-19 từ cuối tháng 7 thì thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 8 ca nhiễm Covid-19, kết thúc 117 ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Các bệnh nhân gồm người đàn ông quốc tịch Mỹ là võ sư 57 tuổi, là bệnh nhân số 449, và bạn gái của mình 46 tuổi người Việt Nam, bệnh nhân số 450. 3 ca bệnh được công bố vào chiều ngày 31 tháng 7 gồm các bệnh nhân như là bệnh nhân 510, bệnh nhân nữ 57 tuổi ở phường 12 quận 10, bệnh nhân 517 nữ 55 tuổi ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, vào nhà con gái tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Bệnh nhân 517 nữ 61 tuổi ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. 2 ca nhiễm được Bộ Y tế công bố chiều ngày 1 tháng 8 gồm bệnh nhân số 567 là nữ cư ngụ tại chung cư Thái An 2, đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, và bệnh nhân 568 là nữ cư trú ở quận 8. Sáng ngày 2 tháng 8 thì Bộ Y tế đã công bố thành phố Hồ Chí Minh có thêm một trường hợp nhiễm Covid-19 mới là bệnh nhân số 589. Bệnh nhân là nam 42 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Để phòng chống dịch Covid-19 thì thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa cách ly nhiều khu vực như là bệnh viện quốc tế City, quận Bình Tân, khách sạn đối diện Bình Dân Chợ Gãy, quận 11, 3 căn nhà trên đường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, 8 căn nhà ở hẻm 20 Hồ Đắc Di, quận Tân Phú, đường số 10, quận Thủ Đức, một lốc chung cư Thái An 2, quận 12. Thành phố Hồ Chí Minh cũng quyết định dừng các hoạt động như là vũ trường, quán bar và cấm tụ tập quá 30 người ở nơi công cộng từ ngày 31 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Và đó là tất cả những thông tin nhanh mình gửi đến các bạn trong video này. Video này là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.